với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án, và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo, thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình. Đây chính là huy hiệu siêu hùng biện sẽ được gắn trên ngực áo của bạn để cho thấy rằng ngày hôm nay bạn đã nỗ lực như thế nào khi đến với sức sống thanh xuân. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi để kết lại vòng thi hùng biện, và đương nhiên là tỷ số nghiêng về đội nào nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng. Ở đây thực ra gọi là một chút gì đó để chúng ta cố gắng và nỗ lực hơn thôi, chứ không phải là đặt nặng vấn đề thắng thua. Đặt chứ, tụi em đặt dữ lắm á. Vậy hả? Suy nghĩ coi là mình trả lời xong mà được bao nhiêu cái phần thưởng. Được huy hiệu nhiều thì vui. Còn nếu mà không được huy hiệu thì cũng vui. Ngay sau khi mà ốc chúc câu hỏi bằng cái hiệu lệnh hết thì hai đội trưởng hãy nhanh chóng đưa ra một cái đáp án ngắn gọn, khẳng định cái câu trả lời của mình trước cái đã, rồi sau đó mình mới đưa ra quan điểm. Và sau đó thì hai vị khách mời còn lại các bạn có thể quyết định xem là mình sẽ về đội nào. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Nên tỏ tình khi mình chưa có gì trong tay hay không? Hết. Không nên. Nên. Quang Trung và Thu Thủy, các bạn đồng ý theo quan điểm nào thì có thể đồng ý nhé anh. Em nghĩ không nên, em cùng với đây chứ em sợ qua kia rồi bỏ em đây mình tội nghiệp nó buồn. Tùy quá à. Anh đúng đồng quan điểm với em hay sao? Tại sao mình nên tỏ tình dù là mình không có gì trong tay nè anh Đức? Trong cái khoảng thời gian thanh xuân của mình sẽ có rất là nhiều cái giai đoạn mình cảm nhận khác nhau về tình yêu. Mình không có trải nghiệm, mình không có những lần như thế thì mình sẽ không có gọi là chắc chắn gì cho cái quãng thời gian về sau này cả, mà mình cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều, mình bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Theo như em á, cái quan điểm của em là cái người trẻ và cái độ tuổi của em hiện tại bây giờ thì em vẫn muốn là yêu một người nào đó nó có một sự trưởng thành và chững chạc hơn. Và mình phải làm sao để sau này mình có cái con đường đi lâu dài. Rồi em có suy nghĩ là đến lúc em yêu người đó được rồi, người đó bị thất nghiệp, bị phá sản rồi, lúc đó em bỏ. Đó, quan trọng là chỗ đó. Không, lại vì cái người đã thành công rồi thì khi họ có thất bại cỡ nào chăng nữa họ cũng sẽ tự đứng lên được. Cái đó là lựa chọn con người thôi, còn tình yêu em đâu lựa chọn được. Nhiều lúc cái người đó em đợi, tại vì bây giờ chị hỏi thí dụ em đợi hoài đến lúc em 60 tuổi em già khằng luôn người đó mới xuất hiện thì sao? Đàn ông thì sẽ sẵn sàng tỏ tình. Đúng không? Không hề hả? Em thấy em rồi đó. Không, anh có. Nghĩ là đàn ông họ sẽ. Hai đứa có muốn ngồi chung nữa không? Nhẹo ghế rồi. Ý là em nghĩ là nhất là đàn ông và đặc biệt là những người mà có cái bản lĩnh cao á, họ có cái ý chí nhiều thì tất nhiên là họ sẽ mong muốn họ có cái gì hơn trước khi mà họ có thể chăm lo cho người bạn gái của mình. Không phải là một cái gì đó quá nhưng mà hơn. Theo quan điểm thì thấy á, như vậy họ ích kỷ với bản thân họ nhiều hơn là họ nghĩ về cái người họ yêu. Nếu mà người ta đã yêu rồi thì đâu có cần suy nghĩ nhiều vậy. Nếu mà bạn như vậy cũng là bạn chưa đủ bản lĩnh, bạn chưa đủ để kham vừa tình yêu về công việc. Em vẫn giữ quan điểm là không nên. Tại vì á, khi cái người bạn nữ đặt vấn đề với bạn nam là anh phải có sự nghiệp đi, thì người bạn nam nó sẽ có cái sự cố gắng hơn để cho tương lai cả hai luôn, chứ không phải là cái tình yêu mới ban đầu nó chỉ là tình yêu bồng bột tuổi trẻ thôi, mình có giữ được nó lâu dài hay không đó một vấn đề khác. Em căng quá vậy người. Không phải, em đang cố hùng biện để em giật được cái giải này anh. Thì cho em nghĩ là em cũng sẽ lựa chọn là yêu một cách rất là ngây ngô thôi, nếu như cái độ tuổi của em cho phép. Nhưng độ tuổi của em bây giờ thì em không có cho phép em như vậy. Còn theo Nhân Đức nghĩ là mình phải quý trọng cái cảm xúc của bản thân mình. Nhưng mà nếu mà bên phe bên kia mà ví dụ như là yêu nhau một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, bắt đầu là thấy ủa sao mình cứ lẩn quẩn những cái nơi này hoài, mình không có được đi đến một cái nơi nào khác, mình không có được một cái cuộc sống khác mới mẻ hơn. Cái đó là do hai người thì lúc đó mình cũng sẽ đứng lên thôi, chứ đâu phải về tình yêu. Em đổi mà... tình yêu tội nghiệp nó quá. Em có một anh bạn như thế này, tức là anh ta rất yêu em, nhưng tại vì em nghĩ là em thấy được là anh ta chưa có sự nghiệp vững vàng, chưa có sự thành công cho cái tương lai. Nếu mà em đến với anh ta thì em sẽ nói là nếu như anh yêu em, anh hãy làm đi, anh hãy chứng minh cho em thấy đi. Và anh ta chứng minh được, anh ta làm hết mình, anh ta nỗ lực vì em, đó cũng có thể gọi là yêu. Giờ tới lúc quay lại thì em có còn ở đó hay không? Em còn lại chứ, mà có thêm mấy anh mới xuất hiện nữa. Có thêm mấy anh mới thì nữa. Trước đó là cái chuyện mình trải nghiệm thôi. Và đến lúc đó thì anh ta vừa phải lo cho cái sự nghiệp của mình và phải tập võ các chuyện để chống lại các anh khác nữa. Rồi, cả hai đội đều bảo vệ quan điểm của mình, và thực sự là cả hai đội đều có những lý lẽ rất là
đáng thuyết phục. Nhưng ở cái khía cạnh của cái câu hỏi này thì chúng ta hãy đơn giản hóa mọi chuyện rằng nếu yêu thì cứ yêu đi. Đúng. Vậy thôi, mọi chuyện tính sau. Chuẩn. Thì chị xin phép hai em cứ nhìn cái này nha. Nhìn thôi em nha. 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 Huy hiệu đầu tiên siêu hùng biện sẽ được trao cho đội của anh Đức và Thu Thủy. Vỗ tay. Hiểu rồi nha. Rồi, không biết là ở câu thứ hai thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi này. Bạn có đồng ý với câu nói đúng người, sai thời điểm hết? Em đồng ý. Em không đồng ý. Thì nghĩa là không đồng tình, bởi vì á, thí dụ mình đã chọn được đúng người rồi thì bất cứ một thời điểm nào thì mình có thể sắp xếp để mà cùng đến với nhau. Đó. 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 Đúng người sai thời điểm đúng không? Em đồng ý. Ví dụ như vậy. Đúng người tức là mình gặp người đó, hai người biết chắc chắn có tình cảm với nhau rồi đó. Đúng. Nhưng mà thời điểm đó cả hai người đều đang có người yêu thì sao? Đó đúng người sai thời điểm. Thậm chí không phải là chỉ là cái người đó có người yêu đâu, thậm chí là có những cái thời điểm khác nó khắc nghiệt hơn trong cuộc sống nữa cơ. Nhiều lý do khác nữa. Mình thật sự mình không có thể nào mà mình có cách mấy mình cũng không thể nào dành cho người ta được cái tình cảm của mình ngay thời điểm này cả. Nên em thấy nó cũng sai thời điểm. Khi mình đã nghĩ rằng đúng người rồi thì bất cứ một thời điểm nào mình cũng sẽ cố gắng để mình vượt qua. Ngược lại cái vế sau, nếu mình gọi là sai thời điểm rồi thì có đúng người hay không? Đã có sai rồi thì sẽ có những cái khác nó sai luôn. Rối nha. Ông anh tự làm rối luôn á. Không, ý là em nghĩ là anh lật ngược lại nó sai thì nó sẽ đúng người cái anh đó sai luôn. Sai hết, mọi thứ nó sai hết cái em. Là anh sai luôn. Có nghĩa là đã có một cái sai rồi. Anh sai rồi. Có cái tì đúng không? Trong tình yêu nó có một cái sai thì nó sẽ kéo theo nhiều cái khác sai. Có nghĩa là chưa đúng người. Sắp hiểu. Còn nếu rồi mình nghĩ rằng cái thời điểm nó sai nhưng mình tìm cố gắng mọi cách mình vượt qua thì nó sẽ là đúng. Hiểu. Có nghĩa rằng là với quan điểm của anh Đức á, thì thực ra việc đúng người quan trọng hơn là việc đúng thời điểm. Chính xác. Đúng không? Khi mà đã xác định đúng người rồi thì cái thời điểm nó chỉ là con số về thời gian thôi. Đúng rồi. Còn cái sai thời điểm nó chỉ là một lý do. Em nghĩ mỗi một thời điểm nó đều có một cái sự tương đồng khác nhau. Thí dụ mình bỏ lỡ cái thời điểm trước đây, mình không đến với người đó được, thì thời điểm sau này cũng sẽ có một người khác. Mọi người nghĩ đi, đó có phải một người hợp với mình? Tại vì cuộc đời mình trải nghiệm rất là nhiều. Em có một cái góc nhìn khác là mình phải nhìn xa hơn, như cái follow vậy đó. Mình phải chiếu từ xa, mình zoom lại chẳng hạn. Thì em không nghĩ là gặp người đầu tiên là rất là người yêu của mình, đúng thiệt. Em không nghĩ vậy, tại vì cái cuộc đời mình phải có nhiều trải nghiệm thì mới nó thú vị được. Thế nào nhờ? Chứ huy hiệu này chắc tôi bẻ làm đôi. Tôi bẻ làm đôi, tôi dán mỗi người một nửa thôi như thế này. Chị dán một cái, em sẽ có tinh thần, em sẽ có sự sáng suốt để ở câu thứ ba em sẽ đưa ra những ý kiến thuyết phục hơn. Em cho chị dán một cái đi. Ok chị. Cảm ơn chị. Trong chương trình nó sẽ có những cái giây phút rất là vui, thú vị, và chúng ta cũng không quá đặt nặng cái việc là phải phân tích, nhận định rằng là ai đúng hay là ai sai. Tuy nhiên, để mà nói hết tất cả những quan điểm về mỗi một vấn đề chỉ trong một vài phút thì đúng là một điều rất là khó. Cho nên là mong là mọi người cũng cảm nhận rằng là đây là cái chuyện mà chúng ta chia sẻ cũng một phần để vui với nhau, một phần để nói về những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải một cách rất là nhẹ nhàng, vui vẻ và hài hước. Bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với câu hỏi thứ ba, và hy vọng là ở câu hỏi này thì phần phản biện tranh luận sẽ sôi nổi, hấp dẫn hơn, để rồi sau đó chúng ta sẽ còn đến với một phần thưởng và phần phạt. Câu hỏi thứ ba của chúng ta như sau: bạn sẽ chọn từ bỏ hay kiên trì theo đuổi khi người ấy chê bạn chưa có sự nghiệp hết? Em kiên trì. Yes. Anh sẽ chọn từ bỏ. Bây giờ Đức nói thẳng luôn một trường hợp mà Đức đã trải qua. Lúc đó mình nghĩ là mình sẽ chấp nhận. Trong một cái chuyện tình cảm mình cũng phải biết lắng nghe. Mình không thể nào mình dùng những cái lời lẽ và cái lập luận của bản thân mình để áp đặt cho cả một mối quan hệ. Nhưng rốt cuộc anh Đức chọn từ bỏ. Tại sao? Chê thì cũng có thể gọi là mình nghe, nhưng chê như thế nào lại là một cái vấn đề lớn nữa. Đến một lúc anh Đức suy nghĩ lại là những cái lời chê đó rõ ràng là đang không có tích cực và không có sự tôn trọng nhau, cho nên Đức chọn là buông bỏ. Em có đọc một câu rất là hay, tức là giá trị bản thân nó cao quý hơn là giá thành.
Tại vì mình đã tạo được giá trị bản thân mình rồi thì giá thành mình tạo bao nhiêu cũng được hết. Phải có một cái khoảng thời gian để mình tự vươn lên, thì muốn đạt đến một cái ngưỡng cửa thành công và lên hạng sao hạng A chẳng hạn thì mình phải làm, mình phải cố gắng duy trì. Đâu phải là mới sinh ra là mình có thể duyên dáng liền hoặc là mình có thể giỏi nghề liền, không có. Thì nó cũng giống như trong tình yêu, thì mình cứ kiên trì mình sẽ đạt được đến cái điểm hạnh phúc của mình thôi. Em cũng hiểu cái điều của anh Đức chia sẻ là trong cái quá trình mà anh Đức đang cố gắng để thể hiện cho cái người yêu của mình thấy, thì chẳng may người đó lại không có đủ kiên trì để chờ cái kết quả mà anh Đức đem lại cho chị ấy. Cho nên là hai người đã xa nhau khi mà cái kết quả nó chưa đến được cái đường cuối cùng. Thì đó cũng là cái điều tiếc nuối khi mà chưa kiên trì. Nhưng mình có nên xem cái việc mà mình phải thành công coi như là một cái sự trả đũa để cho người đó thấy rằng là đó, tại vì ngày xưa đã nói mình như thế, đã chê mình như vậy và đã không chờ đợi sự nỗ lực cố gắng của mình để rồi một ngày nào đó sẽ phải thấy rằng tôi đã thành công. Mình phải thành công chứ chị. Thực ra thì em nghĩ là cũng có rất là nhiều người có cái tư tưởng là mình sẽ phải như vậy. Nhưng mà thực ra em nghĩ là nếu như mà bản thân người đó vì bất cứ một cái lời chê hay là cái lời chỉ trích hay cái lời gì đó mà cố gắng cái bản thân mình nhiều hơn, dù cho mục đích của nó có là để trả đũa cái lời nói của người khác hay là cái gì đó gì chăng nữa, thì người đó cũng đã nhận ra ngay từ đầu là người khác nói đúng. Thì mình mới bỏ công sức, bỏ thời gian ra, mình học hỏi và mình kiên trì, mình làm được như vậy và mình xây dựng cái giá trị cho riêng mình. Dù cái mục đích đó sau đó như thế nào để chăng nữa thì người ta cũng biết được từ ban đầu người kia nói đúng, thì mình mới thay đổi như vậy. Câu cuối cùng chắc là phải hỏi sư Thủy, quan điểm của em đã chọn. Khi mà tôn trọng và tin tưởng là hai cái rất quan trọng để yêu nhau đó, thì nếu mà cái cách nó nặng nề như vậy thì Thủy nghĩ là từ bỏ là chính xác. Nên từ bỏ, tại vì kiên trì với một cái người mà họ không còn đặt niềm tin mình, họ không tôn trọng mình. Yêu thương thì phải có tôn trọng và tin tưởng, mà nếu những điều đó không còn nữa thì không cần kiên trì cho cái việc này. Có lẽ là chúng ta cũng khép lại câu thứ ba ở đây là được rồi. Bởi đúng vì rồi, nếu nói nữa thì sẽ để lại trong lòng chúng ta rất là nhiều khoảng lặng. Mỗi một cái câu hỏi thì lại làm cho không khí nó khác đi. Vì chắc chắn là chúng ta đều đã trải qua ít nhiều những cái cảm xúc. Hạnh phúc có, đau khổ có, và thậm chí là cùng cực cũng có. Nhưng mà sau tất cả thì mình vẫn thấy rằng là khi bạn tập trung cho một sự nghiệp và nó xứng đáng với mình, bạn sẽ thấy là bạn rất là trân quý bản thân mình. Và cũng hãy làm cho người yêu của bạn thấy rằng là dù tôi có như thế nào thì tôi vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Và tình yêu luôn là một điều rất là đẹp đẽ, dù cho là chúng ta ở tuổi nào thì chúng ta vẫn cần tình yêu. Và đừng vì lý do này hay lý do khác mà mình lại loại bỏ đi những cái giây phút mà nó rất là đáng trân quý của tình yêu, dù là nó rất là nhỏ thôi nhưng có thể nó khiến cho chúng ta nhớ mãi. Vậy thì ở cái lượt cuối này, nếu như hỏi Vân là phải phân định xem là đội nào sẽ nhận được cái huy hiệu này, thực sự rất là khó, rất là khó. Dán cho mình đi. Tôi cũng là siêu hùng biện á. Thôi nhưng mà bây giờ vậy, để phân định á, ai sẽ là người có quyền ra hình phạt, thì thôi bây giờ mình hãy làm một cái trò rất là phức tạp, rất là khó khăn, là quánh từ xì. Em sợ lắm luôn á. Rồi, 4, 2, 1. Thì chúng tôi đã thấy rằng lãnh đội có quyền quyết định đưa ra hình phạt sẽ là đội của Lê Lộc và Quang Trung. Là đội em thắng luôn phải không? Đúng rồi đó, chị trao cho em.